Thưa đại chúng, là trong này có một câu hỏi là: bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con cách vào định khi tọa thiền. Trước hết thì cái câu hỏi là khi mình ngồi thiền á, làm sao để mình đi vào được cái chỗ lặng lẽ, yên tĩnh. Thường thường cái tâm của mình á, nó lăng xăng, hết nghĩ này tới nghĩ khác, hết khác tới kia. Cho nên á, mình phải có một cái cách nào đó để giúp cho cái tâm mình không có lăng xăng nữa. Thì một trong những phương pháp đó, đạo Phật chỉ cho chúng ta là cách ngồi thiền. Thật sự còn nhiều cách khác nữa, nhưng mà một cách mà giúp cho mình định tĩnh hay nhất đó là ngồi thiền. Chữ thiền có hai nghĩa. Một, nghĩa thứ nhất gọi là dừng lại, gọi là chỉ. Hai là nhìn sâu, gọi là quán. Tu thiền nó có hai cách tu, một là tu chỉ, hai là tu quán. Tức là mỗi khi chúng ta làm gì, chúng ta biết dừng lại để chúng ta nhìn sâu coi sự việc nó như thế nào. Ví dụ sắp sửa mình nói gì với ai, khoan hả nói theo cái bực tức của mình, mà mình dừng kịp ngay cái giây phút đó để mình quán chiếu rằng lời gì mình sẽ dùng cho người này để không mang lại cái đổ vỡ, cái bất hòa, thì cái đó là ngay cái giây phút đó chúng ta đã tu thiền. Nhưng mà giờ ở đây khi mà ngồi thì sao định đây? Bởi vì khi mình ngồi xuống á, nó có ba cách thức. Một là mình phải điều hòa cái cách ngồi của mình. Nhiều khi cái cách ngồi của mình á, không đúng á, nó làm cho mình đau nhức, khó chịu, thì tâm mình cũng khó định được. Cho nên mình phải biết cách ngồi, biết cách ngồi, chỉnh cái cách ngồi. Cái đó người ta gọi là điều thân. Điều tức là điều chỉnh cái thân của mình. Ví dụ như khi mình ngồi á, đừng có mặc quần jean, đừng có mặc quần bó, đừng có mặc những cái áo nó chật. Nó chật quá nó nóng, cái nó nóng cái làm hồi mình cũng khó chịu. Chật quá ngồi cái bụng nó bụng của mình bơ sữa nhiều. Đã vậy rồi chằng theo cái dây nịch nữa, ngồi hồi thở không được, hất hất lên vậy. Cho nên mình phải ăn mặc, cái cách ăn mặc của mình trong khi ngồi. Chứ rồi thứ hai nữa, khi mình ngồi, mình đã quyết định ngồi thiền mà ngồi lâu thì mình phải có dụng cụ. Tức là thứ nhất là mình phải có cái bồ đoàn, cái là cái cục tròn tròn để mình ngồi đó. Cái cục tròn ngồi đó gọi là bồ đoàn. Còn cái tấm miếng này này gọi là tọa cụ. Cái miếng ngồi mà vuông vuông này gọi là tọa cụ. Mà cái kích thước của cái tọa cụ này là ngồi chơi thôi chứ không phải ngồi thiền. Tại vì nó chưa đủ kích thước. Tại vì khi mình ngồi là cái miếng nó phải to hơn, để hai cái đầu gối của mình nó chạm xuống đất thì mình ngồi được lâu. Và cái bồ đoàn nó phải đúng kích thước để mình ngồi nó không có mỏi lưng. Tại sao mình cần cái bồ đoàn? Tại vì khi mình ngồi trên cái bồ đoàn thì cái cục bồ đoàn nó đẩy cái xương sống mình lên. Thì cái xương sống mình đẩy lên vậy nè, thì hai cái người mình nó ngã xuống trước một chút, thì hai cái chân của mình, hai cái đầu gối mình xếp lại đó, nó chạm xuống đất, mình ngồi được lâu. Còn nếu mình ngồi trên cái gối mà nó cứ lỏng bỏng vậy, thì cũng giống như là mình ngồi mà nó bấp bênh vậy, thì ngồi một hồi nó mỏi lắm. Tại vì mình ngồi thiền là toàn thân của mình không có được cố gắng giữ gì hết. Ví dụ mình ngồi mình để tay về là mình phải cố gắng, và cố gắng về thiền hồi để không được lâu. Cho nên hai tay cũng thả lỏng trên cái lòng bàn chân mình. Hai, khi mình ngồi thiền là lưng thẳng, người mình buông thư, hai vai mình buông thư chứ không có gồng. Ví dụ mình gồng riết vậy nè, thời gian là mình bệnh. Tại vì mình cứ cố gắng vậy, lâu ngày mình đau mỏi, rồi riết mình thành Phật, ngồi vậy luôn. Mà người ta vô ta lại Phật, ta thấy Phật ngồi vậy, ta thấy khổ quá.
cái cách ngồi của mình như vậy đó, cái bước đầu tiên của người ngồi thiền là điều thân. Điều tức là mình điều chỉnh cái thân của mình ngồi như thế nào. Cho nên nếu mình ngồi bán già, quý vị không cần ngồi kiết già, ngồi bán già cũng được. Bán tức là phân nửa thôi. Còn mình ngồi kiết là mình tròn cái chân mình lại, còn chân phải đặt trên chân trái ngồi lại. Còn nếu kẹt nữa mà không ngồi được nữa thì ngồi xếp bằng, ngồi chéo chân lại vậy thôi. Còn nếu đúng thì chúng ta ngồi bán già, có cái bồ đòn thì nó đẩy cái người mình lên, xương sống mình thẳng, thì người mình hơi nghiêng ra trước một chút, và hai cái đầu gối mình chạm ở trên mặt đất thì mình ngồi được lâu. Và cái tay của mình á, bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, hai cái ngón cái đầu lại với nhau vậy mà vừa chừng đặt trong lòng bàn chân mình. Nếu mà ai ngồi bàn chân nó có cái lõm á, thấy không, nó có cái lõm mà mình ngồi cái mình cố gắng mình giữ vậy nè, nó mỏi, kiếm cái khăn lông xếp nhỏ, cái khăn vừa vừa xếp nhỏ lại, hoặc là may một cái gối nhỏ nhỏ để trong lòng bàn chân, để cho nó bằng với cái lỗ hổm đó đi, để lát nữa mình để cái lòng bàn tay mình lên, nó không có, nó có cái chỗ để nó tựa vào thì mình ngồi nó không có mỏi. Nói chung là mình điều thân, là mình trong khi ngồi không có một cái cơ thể nào trong người mà nó cố gắng mình gồng lại, mình cố giữ lại thì nó sẽ mỏi. Được như vậy, một cái bước đầu là điều thân. Tại sao cái thân là cái cần? Tại vì nếu mình ngồi không đúng thì nó đau nhức, nó mỏi, thì chúng ta ngồi không lâu. Vì ngồi hồi là nó bị chi phối. Là bị chi phối tức là mình sẽ không ngồi được lâu. Đó là điều thân. Cái thứ hai gọi là điều tức. Điều tức là gì? Bị tức quá nó điều. Chữ tức đây là hơi thở. Chữ tức trong trường hợp, chữ trong tiếng Hán trong lúc này gọi là hơi thở. Bây giờ cái thân ngồi rồi thì bây giờ làm sao cho cái tâm nó định đây? Thì bây giờ cái tâm của mình nó phải có cái điểm nó trú vào. Thường thường cái tâm mình phải có chỗ nó trú vô đó, còn không là nó lung tung. Thí dụ như mình niệm Phật thì tâm mình phải nghe, miệng mình niệm, tai mình nghe tiếng mình niệm, tâm mình giao cảm với lại ba cái đó nó hợp lại, thì lâu ngày nó thành một cái sự định tĩnh. Thì ở đây mình ngồi thiền á, là mình ngồi xong rồi mình chú tâm tới cái hơi thở của mình, gọi là điều tức. Thí dụ như là mình ngồi thẳng vậy nè, thì hơi thở mình nó thông, hơi thở mình nó thông. Còn mình ngồi mà lưng cong á, là nó cúp ngay đây nè, ngồi ngồi nó mệt, hơi thở nó bế. Cho nên mình giữ lưng thẳng, hơi thở nó thông. Và khi đó đó, miệng của mình khép lại. Tại vì mình ngồi hồi giống như mình ngủ vậy đó, miệng mình nó há ra. Cho nên khi ngồi thiền là miệng khép, miệng mỉm cười, khép mà mỉm. Quý vị nhìn giống như tượng Phật vậy đó. Và hai cánh tay của mình không có ngồi cong ra, mà mình khép cái chỏ của mình vừa vô trong người mình, chứ không có cong vậy. Ngồi khép vô. Sau khi thân rồi, bây giờ mình điều chỉnh hơi thở mình. Mình trụ tâm mình vô trong cái chóp mũi cũng được. Rồi mình biết, à bây giờ tôi đang thở vào nè, tôi đang thở ra nè, tôi đang thở vào nè, tôi đang thở ra nè. Thì có cách. Một là mình đếm hơi thở. Thở vô, thở ra, đếm 1. Thở vô, thở ra, đếm 2. Mà trước khi mình đếm như vậy á, là mình phải warm up hơi thở. Tức là mình sẽ có khoảng chừng 10 hơi thở đầu bằng cách như thế này. Mình hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra thật sâu bằng miệng. Thở vô thật sâu bằng mũi, thở ra thật hết, thật sâu bằng miệng, mà chậm thôi. Thở thật chậm và thở hết ra. Thì khi thở vô á, mình cảm nhận như là mình đang tiếp xúc cái không khí trong lành đưa vô buồng phổi của mình. Mình thở ra là mình đang tống khứ những cái tạp dơ trong lá phổi của mình. Thì mình làm như vậy khoảng 10 phút. À xin lỗi, 10 hơi. Ví dụ như thế này. Hết vô bằng mũi, ra hết bằng miệng. Tại vì có thể khi mình vừa ngồi xuống, hơi thở mình còn hỗn hển, nó chưa có yên. Thì mình thở như vậy 10 hơi thì 10, 15 hơi cũng được. Thì bắt đầu một lát, bắt đầu hơi thở mình nó đều rồi đó.
mình biết cách rồi đó. Rồi bây giờ bắt đầu khép miệng lại, không làm, không có ráng như nãy nữa, mà bây giờ để yên như vậy cho hơi thở mình nó vô nó ra. Nó vô mình biết, nó ra mình biết. Thì hơi thở vô, hơi thở ra đếm 1, vô ra đếm 2, đếm tới 10, đếm ngược lại 10, 9, 8. Cái này là cái bước đầu cho những ai mới tập ngồi thiền. Mình chưa có quen làm chủ cái tâm mình. Cái tâm mình nó đã rong ruổi nhiều rồi, thì bây giờ mình phải kiếm một cái chỗ gì bắt nó làm việc. Cũng giống như con mình mà nó lăng xăng quá, cái mình kiếm cái gì để bắt nó ngồi nó làm vậy đó. Cho nên người ta mà đổ đậu vô, đậu xanh, đậu đỏ gì đó, tập trộn vô thao cái ngồi yên lặng lượng đó, cũng là thiền đó. Thấy không? Thiền lựa đậu. Mà hễ mà lựa hết thao đậu đó là tới giờ đi thử hài đó. Thì mình bây giờ mình ngồi thiền á, tức là mình đếm hơi thở của mình. Đó là một cách. Cách thứ hai là mình có thể niệm Phật với hơi thở. Ví dụ, hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Mà không có ráng nha, hoàn toàn không có ráng thở, không có cố hít, không có cố thở gì hết, cứ hơi thở mình nó ra vô, ngắn biết, dài ngắn, cái gì cũng được hết, tùy theo cái lá phổi mình, cái hơi thở mình, cứ ra vô. Mình chỉ làm một việc thôi, đó là chúng ta biết mình đang thở. Và bây giờ để cho cái tâm mình nó có cái chỗ nó trụ, có cái điểm nó trụ, thì mình có thể phối hợp câu niệm Phật A Di Đà Phật. Rồi mình có thể phối hợp đếm 1, 2 gì đó. Rồi sau này á, có vị cũng chế thêm cho mình là gì, mình có thể dùng những câu như thế này: thở vào tĩnh lặng, thở ra mỉm cười. Thở vào tĩnh lặng, thở ra mỉm cười. Mình cứ dùng hai chữ vậy đó. Thí dụ như thở vào khỏe quá, thở ra vui quá, bình an. Mình nói để chi? Bởi vì cái tâm mình nó chưa biết cách nó an tịnh, thì mình tìm cách bắt nó an. Cái này là tùy tức, tức là mình điều chỉnh cái hơi thở của mình. Sau này mình chỉnh, mình hồi nãy mình điều thân rồi, bây giờ mình điều tức rồi, bây giờ cái thứ ba là mình điều tâm. Ngồi thiền là ba cái điều. Điều tâm là gì? Bây giờ mình điều phục cái tâm mình. Cái này mới khó. Tại vì khi mình ngồi cái hơi thở mà nó đều vậy, cái bắt đầu mình lân, mình nhập định, mình ngủ. Mình hồi cái là hồn lân thoát tục rồi đó. Thì khi nếu mà mình không có buồn ngủ á, thì mình lại rơi vào cái chuyện là mình bị những cái dòng tư tưởng nó lôi. Ví dụ đang ngồi vậy, thì cái bắt đầu nó xảy ra một cái ý khởi là: ủa cuối tuần này mình bận nấu cho chùa, ủa mà chùa nấu tuần rồi chùa ăn món này, rồi kỳ này nấu món gì ta. Cái bắt đầu nó lôi mình đi. Mà trong khi mình ngồi, một lô một cái tư tưởng nó đi mà mình không biết, nó dẫn mình đi mất tiêu. Thì bây giờ ngồi thiền á, là khi những cái gì nó khởi trong tâm mình, biết liền tức khắc, và tự nói đây là giờ ngồi thiền, xả cái đó ra, trở lại hơi thở. Rồi được chừng 50 hơi à, nghĩ khác tiếp, không sao, buông nó, trở về hơi thở. Quý vị cứ tưởng tượng cái tâm mình như con trâu lăng xăng lắm, mình là cái người chăn con trâu đó. Mà phải chăn đến khi nào con trâu nó chịu ngồi yên. Nó ngồi yên thì mình mới yên bụng mình ngủ, còn nó lăng xăng thì chưa yên lòng. Tại sao phải như vậy? Bởi vì khi cái tâm người mà có định tĩnh thì cái này nó sanh, tức là trí tuệ nó sanh. Cái người mà có định tĩnh là sự trí tuệ nó sanh. Mà người có định tĩnh thì họ có khả năng họ tiếp xúc với mọi cái hoàn cảnh nó xảy đến một cách nhẹ nhàng mà không có bị phản ứng mạnh.
tiếng Anh nó kêu là fast react. Mà mình phản ứng mạnh á, là mình hay nói nhanh, mà nói nhanh là thiếu suy nghĩ. Cái người thường thường á, cái lời nói lúc nào cũng đi trước cái nghĩ. Nói xong cái trời sao tôi ngu quá, nãy tôi nói vậy. Thường thường là vậy. Chính vì vậy cho nên á, mình thấy cái đó là cái lầm của mình, cái sai của mình. Thì giờ mình phải tập lại, tập làm sao để cái tâm mình nó tỉnh. Quý vị đừng nghĩ rằng mình ngồi trong ba một năm mà có thể yên tĩnh. Tùy theo con trâu của mình. Hiểu, nếu là con trâu khỏe mình cũng mệt với nó. À, thành thử ra mình là một người chăn trâu muôn kiếp. Trọn đời này, từ đây cho tới ngày mình bỏ cái thân mạng này, mình phải là một người chăn trâu. Chứ không phải chăn 5 năm, 3 năm gì cả. Nhiều khi á, mình chăn được cái lúc ngồi thiền, mà bước ra shopping chăn không được. Nó thấy đồ sale, nó đồ hạ giá nhiều quá. Cái bắt đầu nó nói liền, nó nói mua không mua uổng. Rồi cái đó nói nữa, nó nói thì có sao đâu, mua dư không xài hết cúng chùa. Nó có cách nó nói. Thành thử ra khi mình ngồi á, có thể mình điều được nó, nhưng mà chưa đâu. Cái con trâu này nó hoạt động mạnh lắm, nó biết cách, nó mới dụ mình được. Cho nên mình á, có một vị tổ ngày ngồi thiền. Thì có vị tới hỏi ngài, bạch ngài, ngài ngồi thiền ngài làm cái gì? Nó, tôi có làm cái gì đâu, tôi chăn trâu. Tức là tôi chăn cái tâm tôi đó. Cho nên á, có một vị mới nói, sáng sáng dắt trâu đi, chiều tối dắt trâu về. Sáng quý vị đi làm, quý vị có đem cái tâm mình đem đi làm theo không? Rồi tối mình về nhà mình ngủ, có đem tâm mình về không? Sáng sáng dắt trâu đi, chiều tối dắt trâu về. Vậy mà lúc ngủ vẫn chưa yên, ngại trâu lại bứt dây. Thấy không? Rồi khi nào mình ngồi mình xoa dịu cái tâm đó đó. Thấy không? Trâu hỡi trâu đừng ăn lúa mạ. Dù bên bờ lúa mạ lúa có xanh tươi. Con trâu á là nó thấy cái gì mới hay là nó thích. Để ý cái tâm mình đó. Đang lựa cái này vậy nè. Đang lựa thứ này mà hãy ta đổ đồ mới ra là bỏ hết này, chạy qua cái ông mới. Quý vị thấy không, nhiều lúc mình đang đi chợ đó, cái cũ ta không có đổ ra là thôi, đứng ngồi lặt ngắt muốn chết nhỏ vậy đó. Vậy mà cái anh mà thợ đó, anh bưng cái thùng mới ra đổ cái là trút hết ra, hốt cái đồ mới liền. Thì những lúc như vậy đó, những lúc như vậy là mình, nếu mà mình thấy được mình đó, là mình tu thiền đó. Những lúc mà mình thấy được mình trong mỗi giây khắc như vậy là mình tu thiền đó. Nhưng mà cái lúc tọa thiền nè là cái lúc mà con trâu nó hoạt động mà mình thấy. Còn cái lúc mình lăng xăng nó thừa cơ nó dẫn. Con nít ở nhà mình đó, nó đợi có khách nó mới xin đi chơi. Đúng không? Tại sao nó biết tẩy mình? Mình không thể nào nổi giận trước mặt khách. Phải không? À, mình đang có khách vậy, nó nói ba ba cho con đi chơi được không? Thì mình nói đi lẹ đi mày. Đừng làm phiền ta. Con nít mà nó cũng biết vậy, nó cũng biết cái tẩy của mình vậy. Phải không? Nó thấy mà rồi lợi dụng khi nào mà ba mẹ mà ham đi chùa quá đó hen, là nó nói con đi chơi luôn được không? Thì bây giờ mình muốn đi chùa được phần mình thì là lợi, nó lợi dụng nó xin phần nó. Cái tâm của mình nó cũng không có khác, nó biết cách hết. Nó linh động lắm, nó linh hoạt lắm. Cho nên mình phải chăn nó từ con trâu đen mà trở thành con trâu trắng thì đâu phải là chuyện thường. Đấy không? Cái tâm mình nó đang kỉnh là, mà thậm chí bây giờ mình chưa biết tâm mình ra làm sao nữa. Mà chưa biết tâm mình ra làm sao nghĩa là mình chưa thấy được cái dấu chân của con trâu. Đến khi nào mình thấy được cái dấu chân nó thì mình lần theo đó mình đi tìm nó. Mình đi ra ngoài chỗ đậu xe đó, mấy cái chỗ đậu xe mà bỏ tiền đó, lái xe cái mình ngó cây coi còn ai bỏ tiền dư không. Có thấy người nào mà bỏ dư đâu, được chừng đồng, hai đồng, được 30 phút cái quỳnh vô liền. Trời ơi, Phật độ, thấy không? Tuyên bố liền Phật độ, vô đậu dư 30 phút. Vậy mà bữa khác mình đi tới chỗ khác,
bỏ 2 đồng vô rồi đi ra còn dư 20 phút, biết vậy nãy bỏ không bỏ nhiều, người khác bỏ dư nhào vô đậu kêu Phật độ, mà tới hồi bỏ dư tiếc. Mình có sẵn, mình có thể làm từ thiện 50 đồng, nhưng vô trong tiệm người ta trả giá dù có 5 sen. Nghĩa là mình có thể đóng một cái vai làm từ thiện, nhưng không cho ai lường gạt mình. Thậm chí mình phải kèo nài mắc rẻ với cái người bán, dù chỉ 1 đồng hay 2 đồng. Những lúc như vậy, chúng ta chỉ cần nhìn lại mình thấy tức cười mình ghê vậy đó, thì mình thấy, thấy không, mình còn tu dữ lắm. Thật sự ra tu là gì? Là thấy rõ mình thôi. Mà khi mình thấy rõ mình á, nghĩa là mình cũng thấy rõ người. Tại chúng sanh mình sống vậy, một mình sống vậy, thì chắc chắn cũng có kẻ sống giống mình. Cho nên Pháp Hòa mà nói dụ gì trúng cho quý vị cười, trời sao giống tôi quá. Bữa hôm tôi cũng vậy đó. Thật sự ra thấy được mình là thấy được người chứ gì đâu. Mà hãy thấy được mình là mình thương người nó dễ, mình cảm thông cho người dễ. Tại vì thấy được mình, vì mình sống như vậy thì những phàm phu giống mình cũng sống như vậy. Cho nên muốn thương người, hiểu người, cứ nhìn mình đi. Nhìn mình thấy mình sống xa là mình hiểu người vậy. Mình cũng câu mâu, mình cũng hờn mát, mình cũng thế này thế nọ, thì người xung quanh mình họ cũng như vậy. Và mình tha thứ được mình, mình tức cười mình khi mình cũng thấy thôi kệ, vui với người khác. Thì khi mình đi vào định á, mình đi vào định á, có nghĩa là mình làm sao mình lặng lẽ được. Muốn cái này một quá trình. Rồi bây giờ ngồi hồi cái bắt đầu mặt nó ngứa, mũi nó ngứa, đầu nó ngứa. Nó có 2 cách. Một, ngứa quá làm gì? Gãi cho nó xong để nó khỏi làm phiền. Còn không á thì mình phải nói rằng mình phải quán giả. Cái này là cái hiện tượng chứ không có thiệt. Đừng chú ý tới nó nữa. Trở về hơi thở lát nó hết. Có nhiều khi ngồi thiền bắt đầu cổ nó ngứa. Nó ngứa thật là khó chịu, giống như mình muốn ho vậy đó. Mình ráng mình không để ý tới nó. Chú tâm tới hơi thở, lát cái ngứa nó hết. Mình bình thường vậy đó. Bởi vì thường thường mình sống là mình hễ cái gì nó đến cho mình làm liền. Cái gì ngứa mình làm liền, mình không thấy. Nhưng khi mình ngồi thiền, mình yên tĩnh á, những cái đó nó đến mình thấy. Bây giờ mình quyết định là gãi hay là không. Mà nếu không gãi thì đừng nghĩ tới nó, ngồi yên đó. Còn nếu như quý vị ngồi mà quý vị đau chân đó, quý vị bị đau chân đó, thì quý vị nói mình cứ nhẹ nhàng mình thả lỏng cái chân mình ra, đổi cái cách ngồi để cho nó có cái cách ngồi ổn hơn, làm cho mình nhẹ hơn. Tại vì một ngày mình chỉ có 20 phút tới 30 phút ngồi. Mà nếu như mình để cho cái đau của cái thân này nó làm khó mình á, mà cái tâm mình không định tĩnh nữa, thì 30 phút uổng quá. Ngồi đó mà chỉ chịu đau chứ không làm gì cả. Vì vậy cho nên á, nếu tê chân thì mình đổi cách ngồi. Nhưng mà trong khi đổi cách ngồi mà cũng không mất chánh niệm, mình vẫn theo dõi hơi thở một cách nhẹ nhàng và biết rằng mình đang tê chân và đổi cách. Thì quý vị, hồi nãy Pháp Hòa nói điều tức phải không? Điều tức tức là mình điều chỉnh hơi thở. Và trong khi mình điều chỉnh đó là mình đếm để mình trụ cái tâm. Hay là mình niệm Phật để mình trụ cái tâm. Cái đó gọi là sổ tức. Sổ là đếm. Đến một lúc nào cái tâm mình nó thuần thục, mình ngồi xuống không cần phải đếm cần gì nữa hết, mà mình vẫn biết mình đang ra vô rõ ràng, trường hợp đó gọi là tùy tức. Tùy tức nghĩa là lúc này mình đi theo nó được rồi đó. Để không theo dõi hơi thở một cách nhẹ nhàng, không cố gắng. Giờ mà muốn trụ trong định, thì khi cái tâm nó khởi lăng xăng, đừng chạy theo nó, kéo nó trở lại. Đó là một. Cái thứ hai, tất cả những hiện tượng không được đi theo. Ví dụ đang ngồi thấy Phật, cho dù là Phật cũng không được theo. Vì cái tướng Phật đó là tưởng chứ không phải thật. Nó do cái vọng tưởng mà nó sanh. Đặc biệt là người nào sợ ma
Sợ ma là ma nó nắm được rồi. Anh nói anh này sợ ma nè. Thì bây giờ nó có hai cách nó nhát mình. Một là nó sẽ hiện ma nó nhát. Mà cái chữ hiện này không phải là con ma nào ở ngoài đâu nha. Có ai thấy ma chưa? Vậy mà ai cũng biết ma nó làm sao đó. Hỏi ma ra sao tóc dài, mặc đồ đen, le cái lưỡi, phải không? Cho nên quý vị biết á, có một câu chuyện người ta kể á, vẽ Phật, vẽ hổ, vẽ sư tử, vẽ con gì vẽ cũng khó hết, tại vì phải theo cái công thức. Vẽ ma là dễ nhất. Vì sao biết không? Vì xưa nay ai chúng chưa thấy ma, muốn quẹt kiểu nào nói con ma cũng được đó. Ở đây ý người ta muốn nói con người mà người ta sống với cái tà rồi, người ta vẽ đủ kiểu hết. Cái chánh coi gì mà khó vẽ? Tại vì thí dụ bây giờ ai cũng biết con mèo ra làm sao rồi. Thật ra vẽ con mèo lãng quảng đó, là nó không ra con mèo. Nhưng mà vẽ con ma là dễ nhất, tại không ai biết ma ra làm sao. Quẹt 2-3 cái nói ma cũng được, phải không? Thành thử ra ở đây á, khi mình ngồi thiền, mình thấy bất cứ một hiện tượng gì thì phải nhớ là cái đó không có thật đâu. Cái đó đó do sắc, do thanh. Thí dụ bây giờ mình thích nghe tiếng Phật, phải không? Cái thỉnh thoảng mình ngồi, trời ơi, bữa nay tôi ngồi thiền á, tôi nghe được thiên nhạc, nghe được nhạc trời. Cái đó là do thanh tưởng mà ra. Do mình tưởng cái tiếng nhạc rồi nó đi, cái đó nó biết, trong tâm thức mình nó biết, nó tống ra cái đó, chứ không có gì đâu. Cho nên có gì mới dạy mình, tổ Lâm Tế nói là sao biết không? Khi mình ngồi thiền, gặp Phật là phải giết Phật, gặp ma phải giết ma. Chữ giết ở đây là gì? Đừng theo nó, đừng chạy theo nó. Cho nên có nhiều người họ bị loạn, gặp ma sợ quá, la lên, loạn. Rồi có trường hợp người ngồi thiền mà gặp Phật vui quá, mừng quá, la lên, cũng loạn. Cho nên như vậy thì mục đích của đạo Phật ngồi thiền để làm gì? Để cho cái tâm mình định, để cái trí mình sanh, chứ không phải ngồi thiền để gặp ông nào cả. Cũng không thể ngồi thiền để xuất hồn đi đâu cả. Cũng không phải ngồi thiền để mà đạt được thần thông gì cả. Mà thần thông của mình á, nếu mà có được là gì? Là sự định tĩnh của tâm. Mà cái tâm mà nó định rồi á, thì mọi sự nó hiển lộ rõ ràng, không có gì trở ngại. Có nhiều khi mình, quý vị biết đó, là khi mà tâm mình lắng xuống rồi, mình giải quyết được nhiều chuyện. Thí dụ trong gia đình mình có gặp chuyện rắc rối, người nói một câu rồi tâm mình lăn xăn, không có nhớ gì hết trơn, mà không có giải quyết được gì hết, yên xuống. Trước khi qua mục khác, Pháp Hòa kể câu chuyện này trong kinh Đại Bát Nhã. Thì có một thái tử, ông thấy các lính bị rớt một cái hột xoàn, rớt xuống cái hồ, thì cả đám chạy xuống cái hồ đó, bươi móc lên, thì thôi sình bùng nó lên, dơ thiệt là dơ cái hồ, cả ngày không kiếm được cái viên ngọc đó. Ông ấy đi lên này hết, ngồi đây cho tôi, để cho bùn nó lắng xuống hết, nước nó trong trở lại, viên ngọc á. Thấy quý vị có tưởng tượng đến cái hình ảnh đó? Thì trong kinh mới nói rằng cái người tu của mình cũng vậy, lăng xăng thì không bao giờ tâm nó định. Mà tâm không định là sao thấy được mình? Mình có cái đó, cái viên ngọc đó đó. Và người muốn thấy được cái đó thì người nó phải định. Pháp Hòa ví dụ á, có phải hồi nhỏ đó, lúc mà mình khoảng chừng 20 tới 30 tuổi á, mình háo thắng hơn không? Mình rất là sung trong mọi trường hợp. Nhưng mà qua tới cái tuổi 40 á, mình có cảm giác là hình như mình hơi chậm chậm lại không? Là như vậy đó. Tức là khi cái tuổi của mình đó, mình sống với cái tập khí rất là bồng bột của mình, hấp tấp của mình, rồi mình lúc nào cũng đem lý lẽ ra mình luận. Thời gian sau chừng 40 cái là mình bắt đầu mình sống với cái định, với cái tâm.
Cho nên người càng lớn tuổi càng có tu, họ nói những điều họ ra không có sách vở nữa đâu, họ nói bằng cái kinh nghiệm sống luôn xuất trong tâm họ. Cho các vị mà người ta đi thuyết trình thuyết giảng cũng vậy, lúc đầu ra nói toàn sách vở, sách vở nói gì nói thao thao như chủ nghĩa này chủ nghĩa kia vậy đó. Nhưng mà thời gian sau cái bắt đầu bớt sách vở rồi, tại vì bắt đầu họ nói, nhưng mà nếu họ có sống với cái đó thì lần sau này một thời gian sau thì quý vị thấy rằng họ nói họ chỉ nương sách vở, chỉ nó có cái đề vậy thôi, nhưng mà cuối cùng họ nói bằng cái tâm của họ, họ nói bằng cái tu của họ chứ không phải họ nói bằng sách vở nữa. Là người đó có tỉnh rồi đó, bắt đầu họ có lắng rồi đó. Cho nên mình thấy mấy đứa con mình nó tại sao hồi nhỏ đó, nó vậy mà lớn lên nó đầm xuống nó khác, vì cái đứa nhỏ đó nó có sống với cái nội tâm của nó. Chờ đây thì qua cái câu hỏi này thì Pháp Hòa cũng thưa thêm là thiền là mình phải đi bắt đầu chuẩn bị cho cái thiền như thế nào. Rồi thứ hai là trong khi mình ngồi thiền mình phải làm gì. Có nhiều vị sẽ nghĩ rằng ngồi thiền là để cho cái tâm mình đó nó trống trơn, không đúng à. Đó là nhiều người nói niệm Phật tới chỗ vô niệm, tu đến chỗ tâm trống trơn còn gì là không đúng. Nếu mà cái tu đến mức độ á mà mình cái đầu mình nó trống lỏng, mà hỏi ăn vẫn ăn, uống vẫn uống thì mình là robot rồi. Mình vẫn đưa miếng ăn vô miệng mà không có cảm giác, phải không? Thật đúng đúng. Tu là không phải để biến mình trở thành một cái con người vô tình, vô cảm, không biết gì hết. Mà bây giờ là gì? Mình đưa cái biết mình đến cái chỗ rõ ràng. Ăn biết ăn, uống biết uống. Còn mình á, tới giờ ăn biết giờ ăn, mà khi vô giờ ăn là không biết mình đang ăn. Mình chỉ được lúc đầu thôi, thí dụ ta đánh chuông ta báo, ôi tới giờ ăn cơm rồi, rủ nhau đi ăn. Nhưng mà ngồi xuống ăn thì bắt đầu không thưởng thức. Giống như về nhà thôi, chiều tới là vợ chồng con cái ngồi vô ăn cơm, biết ăn cơm, biết tới giờ ăn cơm, nhưng mà khi ngồi ăn thì không biết mình đang ăn. Bắt đầu mỗi người cái phone, thấy không? Chồng cũng có cái phone, vợ cũng có cái phone, con cũng có cái phone, và ai cũng có những người để liên hệ hết. Tôi mới chụp cái hình tôi bỏ lên để coi có ai nói gì không, coi những cái lời và những cái lời phê bình comment á. Cho nên rồi ăn cơm với cái phone, ăn cơm với tờ báo, ăn cơm với tivi, mà không thật sự ăn cơm với cơm, chỉ có ăn nhưng mà không biết. Vậy thì mình tu theo Phật để làm gì? Để đưa cái biết của mình đến cái chỗ sáng soi. Giận biết mình giận, hờn biết mình hờn, khổ phải biết mình khổ. Ví dụ như mình đang giận quá, mình nói mấy chị tôi không có được vui, xin mấy chị hộ niệm cho tôi, là mấy chị kia biết rồi đó, không có tới lăng xăng với mình nữa, phải không? Thì nữ là khi mình giận ai á, người ta hỏi mình có giận không á, dạ tôi đang giận chứ. Mắc gì giận? Mà con mắt mình trợn lên á, mắc gì giận? Nó đâu có đáng để tôi giận. Mình nói nhiều đó người ta biết mình có giận không rồi. Cho nên á, tu không phải để thành tiên thành Phật gì cả, mà tu để thành chính mình, để biết mình đang vướng cái gì rồi mình tháo. Tu để biết rằng mình đang vấp cái gì, mình đã tụ được cái gì, sáng soi rõ ràng gì, ăn biết mình ăn, uống biết mình uống, biết mình đang có những cái khổ đau thì mình sẽ cố gắng mình làm sao để cái khổ đau mình nó có gia giảm. Cho nên đó, trong kinh Viên Giác nói tu để cho cái chữ tri, chữ biết nó đến nó rõ ràng. Thí dụ coi cải lương ngồi khóc, tại vì tưởng cải lương là cái người nhân vật trong đó là mình đó. Cho nên trong đó khóc cái mình khóc đó. Ở trong đó ta khổ cái mình cũng quằn quại theo. Nhưng mà đến một lúc nào đó cái mình giật mình mới nói trời ơi, cái lương mà ngồi mắt gì khóc. Thì trong kinh Viên Giác gọi cái trường hợp đó là gì? Tri huyễn. Tri là biết, huyễn là giả. Tri huyễn tức ly. Lúc đó mình liền lìa nó.
hết liền, biết nó là giả mà, nó là đóng tuồng thôi mà. Cái tự nhiên tri nó huyễn, tri nó giả rồi, hết khóc. Tri huyễn tức ly. Người mà ly huyễn tức giác, lúc mà mình bỏ được cái huyễn đó rồi là người giác ngộ. Ví dụ bây giờ mình nói, ôi trời ơi, tại sao tôi khổ biết không? Tại vì tôi chấp ngã, chấp pháp, cho nên tôi khổ. Chứ bản chất mọi sự việc có gì khổ đâu. Người ta mặc cái áo đó có gì bực bội đâu. Người ta không bực mà mình không mặc mình bực. Có mình khi mình lên mình ngồi lái xe, người ta lái mình chỉ ngồi thôi mà mình bực. Sao không lái như vậy? Sao không lái như vậy? Sao không quẹo đây? Cái người kia nói giờ ông lái hay tôi lái? Thấy không? Mình không biết, mình chỉ là người ngồi đây để được người ta lái thôi. Còn người ta cũng biết lái xe vậy, không để người ta lái đi, không, mình muốn làm chủ hết á. Người ta lái mình cũng góp ý, không? Người ta làm gì mình có ý, cũng ý kiến hết. Mà người mà tới phiên mình á thì mình muốn để tôi biết. Cho nên rồi mình, cái người sống mà không có tỉnh giác mình đang ở đâu, hoàn cảnh nào, thì tự nhiên mình tự làm khổ mình mà làm phiền người. Còn người mà sống mà biết mình, biết người, thì người mình sống nó vui. Mà được như vậy thì mình tu thiền trong mọi giây mọi phút, đặc biệt là buổi tối, buổi sáng, khi chúng ta lặng lẽ ngồi trên bồ đoàn, chúng ta biết rõ tâm mình nó đang hiện khởi như thế nào. Cái đó gọi là tâm hành đó. Trong khi mình giận, vui, ích kỷ gì biết hết, là rõ cái tâm hành của mình. Thôi thì đó là cái câu hỏi thứ nhất, mà cũng là một câu hỏi Phật tử hỏi cách ngồi thiền. Cái thứ hai trong này có một câu mà chắc phải đợi các bác trả lời này. Thầy cho con xin hỏi, con của con 5 tuổi hỏi trời mạnh hay Phật mạnh? Nó 5 tuổi mà nó hỏi vậy nè. Thì bây giờ trả lời Phật mạnh hay là ông trời mạnh nó cũng khó lắm. Nói con mạnh. Nó mạnh thì nó mới biết Phật với trời là cái gì, đúng không? Thành thử ra giờ mình trả lời cách nào nó cũng chưa thấu đâu. Vì nó hiểu trời là gì, Phật là gì, đúng không? Thành mà cái đứa mà nó hỏi như vậy đó, nghĩa là nó có sức mạnh. Mình nói cho mình hiểu vậy đó. Chứ còn thật ra đó, trời với Phật không phải là cái nhân vật gì mà để thấy là ai power hơn ai, phải không? Mà chúng ta phải hiểu Phật là gì. Phật là sự giác ngộ. Còn trời là gì? Trời là khi chúng ta có cái sự hướng thiện. Ví dụ như á, Phật tử mình hằng ngày á, đối với thân chúng ta giảm 3 điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Giảm 3 điều đó mà ngược lại chúng ta tăng 3 điều khác: không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Đối với thân làm 3 điều, trừ 3 điều ác triển 3 điều thiện. Đối với miệng tránh 4 điều ác: 1. Không nói dối mà nói lời thành thật. 2. Không nói lưỡi hai chiều đâm thọc mà nói lời hòa giải. 3. Không nói lời độc ác mà phải nói lời hiền lành, tức là không chửi rủa người khác. 4. Không nói lời vô ích mà phải nói lời có ích. Miệng tu 4 cái đó, ý tu 3 điều: giảm tham thì phải bố thí, giảm sân quán từ bi, giảm si tu trí tuệ. Thân, miệng, ý là 3 nghiệp. Chỉ có 3 cái nghiệp này mà phải lấy tới 10 điều để gìn giữ. Người sống như vậy, tâm an ổn, đó là cảnh giới của trời. Cho nên người sanh về cõi trời chỉ cần tu thập thiện. Còn nếu như mà mình lúc nào cũng tỉnh giác trước mọi cái hành động, lời nói, ý nghĩ của mình, là mình là Phật. Như vậy thì người ta còn phân biệt ai mạnh hơn ai, ai cao hơn ai, là vì họ nghĩ rằng
có cái sức mạnh, có cái power hay là có cái địa vị nào đó. Chứ thật ra Phật và trời không phải ở địa vị hình tướng con người, mà là trạng thái của tâm tu. Nếu trạng thái mình lúc nào cũng tỉnh thì mình là Phật. Còn trạng thái của mình lúc nào cũng sống với niềm vui mình đang có và biết trợ duyên cho mọi người xung quanh mình, đó là trạng thái của người cõi trời. Quý vị có nhớ mình có 5 con mắt không? Mỗi người mình có 5 con mắt. Con mắt mà chúng ta đang sử dụng đây nè, con mắt này gọi là nhục nhãn. Nhục là thịt. Con mắt của người thường mắt thịt này nè, thấy mọi sự mọi việc rồi chúng ta sanh khởi dính mắc khổ đau ái luyến gì đó. Con mắt này là con mắt nhục nhãn. Nhưng mà nếu chúng ta tăng, có tu á, chúng ta tăng cái trình độ tu mình lên chút á, thì mình nhìn sự việc chỉ tạm có, bất tịnh, không thật, đó là thiên nhãn. Còn pháp nhãn á, là mình không phải mình thấy nó huyễn, mà mình thấy được cái nhân duyên huyễn của nó nữa. Thí dụ, bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ Pháp Hòa nhìn cái tượng Phật Hòa thích quá, mình đắm đuối, mình muốn ham cái tượng này đem về. Đấy, cái này là nhìn bằng nhục nhãn. Rồi bây giờ mình đã dự trù rồi đó, lễ xong rồi tôi sẽ nói với gia chủ cho tôi thỉnh cái tượng này. Đụng cái đứa nhỏ đi ngang, đụng cái bàn tượng Phật rớt bể. Nếu mà mình bực bội thì tại vì mình sống bằng cái nhục nhãn, mình dính mắc vô cái tượng. Bây giờ mình tăng cái trình độ mình lên chút, thiên nhãn, ồ tất cả mọi pháp xung quanh này có đó rồi mất đó, có gì nó tồn tại hết. Vật chất là một đời ta ba đời nó. Xả ra cái dính đó, cái tăng được thiên nhãn, mới thấy được cái giả thôi. Rồi bây giờ pháp nhãn là tôi thấy được cái bản chất cái tượng này ngay khi còn ngồi đây, chỉ là do đất nước gió lửa mà thành. Mà đất đâu phải là Phật, lửa đâu phải Phật, nước đâu phải Phật, sơn đâu phải Phật, cái khuôn này cũng đâu phải Phật. Nhưng mà nhờ lấy đất, lấy nước lửa nung lên để tạo ra cái mẫu này. Như vậy cái này, ngay cái tượng này đang còn đây, tôi vẫn thấy là huyễn. Thấy như vậy là pháp nhãn. Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn. Và bằng con mắt pháp nhãn đó, chúng ta thấy được mọi cấu tạo của nó đều là cái có này là có đây. Nhưng mà cái có này không thật có đâu, nó chỉ tạm có mà thôi. Giống như sơn hà đại địa vũ trụ thế gian này, không có cái gì thật có hết. Cái gì cũng có nhưng mà là tạm có. Cho nên tôi cũng không dính cái có, mà tôi cũng không buồn khi nó không. Bởi vì tôi thấy được bản chất của nó hết rồi, cho nên tâm tôi bình thường. Thấy cái được cái đó, thấy được cái cấu tạo của các pháp như vậy. Ngay cả tình yêu, ngay cả tình yêu, tình thương, bất cứ cái gì đều là tạm hết. Thí dụ như giờ quý vị thấy cái chuông này có không? Có. Nhưng mà cái chuông này nếu mà đi bỏ vô trong cái lò nấu đồng thì cái chuông này thành không. Nhưng mà đừng đợi nó không mới thấy nó là không. Ngay cái có này vẫn thấy được bản chất nó là không. Đừng có đợi cái thân này khi đút vô lò thiêu đem ra thì còn nhiêu có nữa. Giờ đâu rồi? Ngay cái thân này nó còn có mặt đây, vẫn thấy là cái này là không. Thấy được như vậy cho nên lỡ ai có nói động chút đâu có gì đâu. Người ta đụng mình chút mà mình buồn, mai mốt con quỷ vô thường tới nó lôi mình đi luôn rồi mình giận ai? Mình không làm chủ được gì cả. Thấy được rõ như vậy thì thấy bằng pháp nhãn. Bằng tuệ nhãn. Từ nhục nhãn tăng lên thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn. Và đến khi nào mà mình thấy mọi sự bằng cái con mắt chánh niệm của mình rồi, đó là Phật nhãn. Chúng ta có 5 con mắt. Mới đầu là từ nhục, không cần móc mắt đi đâu, cứ con mắt này mà tu. Mà đến mà cái trình độ tu của mình đó,
Mới đầu mình chỉ thấy huyễn thôi là mới thấy thiên, rồi từ từ tăng lên pháp, lên tuệ, là lên Phật. Cho nên người xưa ta định nghĩa chữ trời đó, trời là gì? Là đời hỏi trời, thiên. Thiên là sao? Nghe, nghe trời cũng được. Thiên thính tịch vô âm, trời nghe không có tiếng. Thương thương hà xứ tầm, đi đâu kiếm? Kiếm trời ở đâu? Ở trên này hả? Ai cũng chỉ trời trên này nè. Phi cao, cao quá đứng tới. Không cao cũng không xa, phi cao diệt phi viễn. Đô chỉ tại nhân tâm, nó nằm ngay tâm mình. Thể cái tâm mình mà sống được với thập thiện là tâm của trời. Tâm mình sống được với tỉnh giác, chánh niệm rõ ràng là tâm của Phật. Cho nên mình đừng có nghĩ là người chưa thấu đáo thì người ta luôn luôn đặt câu hỏi trời lớn hay Phật lớn. Cái câu hỏi đúng ra nó hỏi là trời lớn hay Phật lớn. Nhưng mà thường thường mình hay nói trời Phật. Vậy cái mình nói sao? Trời lớn hơn Phật. Nhưng mà thật sự á, cái chữ trời mà trong nhân gian chúng ta thường nói không phải là ông trời, mà là thiên nhiên. Thiên nhiên đó, thí dụ như bây giờ mình bỏ cái hạt xuống đất, đất nó ôm lấy cái hạt đó, pha thêm với nước, duyên với nắng, không khí, tự nhiên đó nó lên cây, nảy mầm, có trái. Chừng đó chúng ta nói đó, thiên nhiên. Rồi chúng ta kêu trời xanh, đâu có trời nào xanh. Trời trong cái ý nghĩa mà chúng ta thường nói là thiên nhiên. Có thiên nhiên thì chúng ta mới có được sự sống. Tức là mọi sự nó hình thành do cái sự phối duyên của tất cả. Chứ không có, theo quan niệm của Đạo Phật là không có một ông nào để sanh ra cái gì cả. Mà nếu mình chấp nhận lý thuyết có một ông nào sanh ra cái gì thì ai sanh ra cái ông đó? Cái ông tạo đó đó. Thí dụ như vậy, mình nói là trong nhà này á, tất cả mọi người trong nhà này do tôi sanh. Nghĩa là mình chấp nhận có một người sanh, thì đứa cháu nó sẽ hỏi vậy ai sanh ra ông? Ví dụ mà mới nói là tôi sanh ra tất cả thì giờ là ai sanh ra này? Nếu mình chấp nhận rằng phải có một cái gì đó tạo ra thì ai tạo ra cái tạo đó? Nói không cùng. Cho nên với cái nhìn của Phật giáo thì tất cả mọi sự việc do duyên mà có mặt. Hôm nay nè, quý vị muốn tổ chức, quý vị làm hết tất cả sự việc, đùng một cái máy bay đi trễ phải qua tới không được, thiếu duyên thì đó, bún bò có đã, bún Huế có đó, ra ăn đi. Cái gì cũng có hết mà chỉ thiếu cái người chính mình muốn tới thôi, thiếu duyên cũng không được. Cho nên á, nếu mà chúng ta sống được với cái đạo lý của duyên á, thì chúng ta sống nó nhẹ nhàng. Và chúng ta tạo hết tất cả mọi hoàn cảnh, tạo duyên mà, nhưng mà chúng ta không để cho tất cả cái gì nó làm phiền mình hết. Tại vì mình làm hết sức rồi, nhưng mà việc nó không được nữa thì chừng đó mình mới tùy duyên nha. Chứ không phải chữ tùy duyên muốn nói lúc nào được. Hỏi chị ngày mai đi chùa không? Thôi tùy duyên đi, là không bao giờ đi. Tại tùy duyên mà. Nhưng mà nếu mình nói dạ tôi sẽ đi, tức là mình cố gắng, nhưng mà cuối cùng chuẩn bị ra tới cửa thì đột xuất gia đình có chuyện không thể đi được, cái đó chừng đó chúng ta mới được sống bằng chữ tùy duyên. Người mà lúc nào cũng thốt lên chữ tùy duyên nghĩa là người không cố gắng, và mượn cái chữ tùy duyên để nói cho có mà không cố gắng bất cứ một cái gì. Bây giờ quý vị biết không, đi mà Âu Châu 5 tuần như vậy là cả một cái sự sắp xếp công việc biết bao nhiêu bên nhà. Nhưng nếu mình không cố gắng mình đi thì không bao giờ thực hiện được. Còn nếu mình nói thôi tùy duyên đi, thích đi đi, không bao giờ. Nếu mình tùy thì mình phải tạo, mà tạo hết sức không được thì mới tùy chứ. Tự nhiên chưa chuyện hết gì, nó tùy là tùy sao? Cho nên hôm rồi không biết ở đâu có đặt một câu hỏi là thế nào là tùy duyên bất biến, thế nào là bất biến tùy duyên. Tâm mình là tâm bất biến, khi đụng chuyện thì mình tùy duyên. Nhưng mình tạo tất cả các duyên,
và cuối cùng không được nữa thì lúc đó mình phải tùy duyên bất biến. Còn khi lỡ đùng một cái chuyện gì nó đến, chừng đó tâm mình phải bất biến để mình sống với tùy duyên. Hiểu hai cách cách sống không? Một cách là tùy duyên bất biến, một cách gọi là bất biến tùy duyên. Thí dụ bây giờ mình chuẩn bị một cái gì đó, mình muốn tạo cho nó rồi nhưng mà cuối cùng không được, rồi chừng đó phải tùy theo cái duyên, nhưng tâm mình bất biến. Còn tự nhiên không có chuẩn bị gì hết, đùng một cái chuyện gì nó đến, thì đường đó mình phải bất biến tùy duyên. Vì tâm mình đã vững, giống như nhà đã có trà bánh sẵn, tự nhiên nghe ai bấm chuông ra mở, ủa ông bạn ở đâu tới, thôi này là gì, bất biến tùy duyên. Nhà có sẵn trà nước rồi, giờ ông tới ông không báo, nhưng mà không sao, ông tới thì tôi tiếp, ông mở cửa mời ông vô mời trà. Nhưng bây giờ nè, mình tạo hết mọi điều kiện cho ông bạn tới thăm, mua vé máy bay rồi chuẩn bị sẵn hết, cuối cùng ông gọi tao, ông nói tôi bệnh quá tôi tới không được, chừng đó phải sao, tùy duyên bất biến, được không? Rồi thôi, được vậy cái là tu thiền rồi đó.